Vốn là một người am hiểu về y học, cô Hòa ở Bắc Ninh đã sớm nhận thấy những biểu hiện tăng động giảm chú ý ở cậu cháu trai 6 tuổi của mình. Tuy không đi khám, nhưng cô đã tự biết cách áp dụng những giải pháp can thiệp hành vi cho bé tại nhà, trong đó có cả việc dùng cốm Egaruta. Trong một lần gọi điện hỏi thăm, cô chia sẻ như sau. Alo, cháu chào cô ạ. Không biết là bây giờ bé nhà mình còn sử dụng sản phẩm cốm Egaruta nữa không hả cô? À, cháu vẫn đang uống. Dạ. Cháu năm nay lên 6 tuổi, cháu bị vâng. 1. Cháu uống này thì cháu không bị rối loạn giấc ngủ nữa. Cháu cũng chú ý hơn, nó không vâng. còn kiểu như là ngày xưa. Ngày xưa mà nói cái gì hoặc là học bài không chú ý đến cái vấn đề chính trọng tâm đâu. Đây, mà bây giờ thì cũng bớt nghịch hơn này, các thứ cũng nói chung là tương đối ổn. Thế cháu cảm ơn cô rất là nhiều vì đã tin và sử dụng sản phẩm cô ạ. Chúng tôi là phải nghiên cứu kỹ mình cho cháu uống. Quá trình uống thì đúng là cháu cứ mỗi ngày là thấy một tiến triển tốt đẹp hơn. Bây giờ thì thực sự là rất là tốt, cháu rất là thông minh. Trước đây là mình phát hiện ra bệnh lâu chưa hả cô? Thực ra ấy thì không phát hiện ra cháu ạ. Đầu tiên là cháu vào lớp 1 ấy, thì ban đầu rất là khó. Vậy là học nó không học đâu, ngồi viết đôi khi nó chỉ viết chữ nó lại chạy đi. Vâng. Đang làm toán có khi nó lại nói sang cái việc khác, hoặc nó tập trung sang cái hướng khác, hoặc là nó đòi xem điện thoại, hoặc nó lung tung. Lắm lúc tôi cứ bảo là con câu giờ bà kiểu như thế. Vâng. Mọi người thì cứ bảo là hiếu động thôi. Vâng. Là vì nó thực ra lại rất là thông minh. Vâng. Nó giỏi lắm ấy, thế. Cứ bảo là hiếu động, có nhất là mẹ nữa cứ bảo là không uống cái thuốc gì cả, không tin những cái việc như thế. Tôi cứ quyết định là cứ vào cuộc viện nghiên cứu ra thì là tốt rồi, cho nên là mình phải dùng thử và mình theo dõi. Vâng. Một hộp thôi thì nó cũng chẳng có mức độ ảnh hưởng gì lớn cả. Vâng. Thế nhưng mình không uống là mình mất một cái cơ hội. Đúng. Mà mình khỏi bệnh. Bây giờ ai cũng không tin vào những cái dược phẩm, tôi cho rằng nó là thực phẩm chức năng này, bảo vệ sức khỏe nó lọ kia. Vâng. Thế là tôi cứ quyết định cho uống thì rất may là ngay cái đêm đầu tiên thôi giấc ngủ của nó đã khác hẳn. Vâng. Thế xong đến độ 2-3 hôm nữa nó khác. Vâng. Nhà tôi kiên trì, tôi thấy là đấy là cái dấu hiệu mà nó tốt, theo tôi cho uống, uống dần. Nên là thứ ba theo dõi thì cháu chẳng có bị làm sao cả. Vâng. Mà nó cứ ăn khỏe, ngủ khỏe, ngoan dần lên, thế là yên tâm sử dụng thôi. Vâng. Thực ra cái thằng này từ bé lớn tất cả những cái sự việc nó ốm đau này khác là do tất tôi cả. Tôi hoàn toàn chữa bằng thảo dược, kể cả lúc cháu bị viêm họng thì uống một cái coi như là kịp thời luôn, nó khỏi ngay được. Bây giờ lại là cái bệnh tăng động nữa. Vâng. Trước đây cô có cho bé đi khám không hay là cô thấy? Tôi không cho đi khám đâu. Vâng. Tôi nghiên cứu bởi vì tôi cũng hiểu nhiều về đông y mà. Vâng. Nên là tôi thấy là cháu có những triệu chứng tăng động, nhưng mà mẹ cháu là cứ gập đi, nó cứ bảo là bây giờ mẹ nói ra thế thì sau mai kia thì kiểu nó ảnh hưởng đến cháu ấy. Vâng. Cái đấy chứ có làm gì đâu. Vâng. Mình có con bệnh, mình phát hiện ra mình chữa, đấy là cái quan trọng. Không phải để càng uống sau cái này nó theo mãi tận lớn ấy. Đúng rồi. Nó ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống sau này. Thế là bây giờ thì là mẹ cháu nó cũng tâm phục rồi. Bảo là thôi, tùy mẹ cứ cho cháu uống bao giờ thì uống. Cô là bây giờ vẫn đang duy trì 2 gói một ngày đúng không cô? Cái hồi thứ 13 là 6 tháng rưỡi ấy, thì là cô chỉ cho cháu nó uống coi như là được buổi tối thôi. Cô Hòa là ngày xưa là cũng làm về y hả cô? À, cô về đông y. Cháu cảm ơn vì cô chia sẻ. Nếu mà sau này có ai có cái tình trạng bệnh giống như của bé thì cháu mong cô có thể giới thiệu. Giới thiệu cho nhiều người mà nhiều cháu đang uống thầu có tiến triển. À, thế ạ. Cô cháu bị tích ấy, tôi cũng bảo bố cháu cũng làm về đông y. Thế là bố cháu cũng cho cháu uống. Vâng. Ra viện nhi, thế là xong thì là về thì là dùng, thế là cháu cũng dùng 2 tháng. Hiện nay vâng. cháu cũng tốt lắm rồi, nó không còn thèm, không còn kiểu ấy nữa. Vâng, thế cháu cảm ơn cô nhá. Dạ. Chào vâng, nhá. Vâng, chào cô. Cháu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giải pháp mà cô Hòa đã áp dụng và giúp cháu mình cải thiện chứng tăng động giảm chú ý hiệu quả, hãy gọi điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo số 0971024304. Các chuyên gia sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho bạn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Egaruta, giải pháp thảo dược hỗ trợ hàng đầu dành cho trẻ tăng động giảm chú ý, giúp kiểm soát hành vi, giảm nghịch ngợm hiếu động, tăng khả năng tập trung chú ý, giúp cải thiện tốt về giấc ngủ, ngủ sâu giấc. Sản phẩm an toàn lành tính đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành.